thơ về trên, không phải vì câu chế nhá. It's all culture be, you know we cast fever. Con số giá đã hi, yeah I do deliver. Pero if you call him Bobby, ông 70 phía trong 71. Lời nói ngọt như rap và tài, mình không phải rồi mình không sẽ chết nha. I'm sweet too, I choose good rhyme. Không phải biết tốt, nhưng em biết trước biết sau. Sao đâu anh em bên đời đã hứa luôn luôn có cái hot trước khi mình biết nhau. Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu, nói là xin chào khi mình gặp nhau. Bởi là tuyệt vời khi mình chào nhau. Hello, một ngày thật đẹp nha. Các con chim vàng khi nhỏ, nghe chân ngọc ngoan ngoan quá. Nói ra đào vong lên phía mây nhất nhà. Các con chim vàng khi nhỏ, nghe lòng một như ta ấm. Ngon gan đẹp xinh cũng giống như chúng mình. Chim gặp bác trà màu chào bác. Chim gặp cô sơn ca chào cô. Chim gặp anh chết trẻ chào anh. Chim gặp chị sao nâu chào chị. Chim gặp chúng Pepsi hay kêu. Lời chào cao mong cổ. Mình đã nói từ khi em còn là em bé, em còn chưa hiểu gì mà em biết chào hỏi người lớn là trẻ ngoan. Lời chào con cao mâm cổ. Giọng đã lớn đã khôn, đã biết không phải vật chất mà có lỗi trong chính chúng ta là thứ giá trị hơn. Mấy em nhỏ thì sao nè, thay chị thì nhá chào nha. Gặp người lớn hơn thì khỏi nói bắt buộc mình phải biết dạ thưa. Em có giỏi như diva, xuất sắc cả là Lisa. Mà ông sâu qua đi khả nó mơ mà có cơ chê lơ. We do it for love, feel it in your heart. Chỉ một câu chào là mình đang gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Vì tôi mình làm được chứ không phiên phiến. Mà năng lượng này theo hình hài này xuyên trộm nam và luôn kiến thiết. Cứng như cái kia bên trong không để chiến tuyến. Một khi đã xác định là không quyến luyến. Đi học chứ cứ giỏi chứ không tiền tiến. 2023 ai cũng biết tiếng. Missy Independence King quyết. Chỉ có 102 là niềm ít. Cái gì sẽ đông lại liêm khiết. Ngôi sao đã đang lên vì split. Tất cả những cánh cửa đã mở ra rồi giờ mình đi tiếp. Baby baby nghe xem có phải tiếng nói mang âm hưởng của mẹ cha theo mình tiến tới. Baby baby nghe xem đó là tiếng nói mang âm hưởng của mẹ cha. And it bounce to the E to the V to the B. And it bounce to the T to the T to the video. Bounce to the real and it bounce to the ears. And it bounce to my Winx. Bounce to my Mila ears. Có con chim vàng khuyên nhỏ, nghe chăm ngọc ngoan ngoan quá. Rồi à, bảo vâng, lên phép mời nhất nhà. Có con chim vàng khuyên nhỏ, nghe lòng một nhà to ấm. Gòn gà, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình. Ờ nhí. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.